Vâng, xin chào tất cả quý khách hàng của xưởng gỗ Gia Khốc. Em Biên ngày hôm nay xin giới thiệu đến các anh chị một bộ đôi hàng thanh lý bán lỗ vốn lấy gốc để cơ sở bên em có thể làm lên những bộ sản phẩm mới đẹp hơn nữa. Và em lưu ý với tất cả các anh chị, những bộ sản phẩm cơ sở em thanh lý là những bộ sản phẩm cơ sở em làm rất lâu rồi và gỗ nó cực kỳ khô và không bao giờ bị co ngót nữa. Và giá bán thì các anh chị biết cái giá thanh lý rồi, rẻ như cho luôn các anh chị nhá. Bộ đôi sản phẩm này cơ sở bên em đang bán với cái giá thanh lý một bộ nghe gõ. Đây, cơ sở bên em đang bán bình thường trên thị trường. Và nếu mà các anh chị đặt hàng giống hệt như này thì cơ sở bên em sẽ không thể làm được với cái giá thanh lý nha anh chị nhá. Và bộ sản phẩm này cơ sở bên em đang bán với giá khoảng 42 triệu. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho các anh chị với cái giá vô cùng thần kinh, điên rồ, nó chỉ có là 29 triệu thôi các anh chị nhá. Một bộ nghe 6 món cột 12 chương là chương liền hết các anh chị nhá. Chương là chương liền hết, nghe gõ chương liền, tê liền, khuôn tranh là 2 phân rưỡi, ván là 1 phân 2. Mặt bàn là đục bức tranh đồng quê rất là đẹp và đẳng cấp đây các anh chị có thể nhìn thấy. Bộ gồm 6 món, 1 đoản, 1 bàn, 1 đôn kẹp, 2 ghế và 1 đôn ngồi. Chỉ có 29 triệu thôi. Đây, và còn điên rồ hơn nữa các anh chị nhá, là cái kệ tivi này cơ sở bên em bán với cái giá combo cùng bộ bàn ghế lấy các anh chị mua luôn theo bộ đôi về nhà mình thì em bán với giá chỉ có là 4 triệu thôi các anh chị ạ. Cực kỳ điên rồ. Chỉ có 4 triệu mà thôi. Và cái kệ này bình thường các anh chị biết giá là bao nhiêu, các anh chị đã biết rồi, là 8 triệu rưỡi. Và cơ sở bên em thanh lý luôn cùng bộ sản phẩm này là 4 triệu. Và nếu anh chị mua lẻ, cái kệ này bên em thanh lý đang với giá là 5 triệu để cho các anh chị có thể tiện để mua bộ sản phẩm này về nhà mình. Đây, tiếp theo ở bên này, cơ sở bên em cũng thanh lý luôn một bộ combo này nữa. Và các anh chị hãy nhớ rằng là cái bộ hương vân hôm vừa rồi cơ sở bên em thanh lý thì đã có rất nhiều khách hàng mua và chỉ có một người có thể đầu tiên mua được thôi. Thì mọi người hãy nhớ nhanh tay đặt hàng cơ sở bên em thật nhanh tay để sở hữu một trong hai bộ sản phẩm này hoặc cả hai cho những người thân của mình nữa. Và cái bộ sản phẩm này em xin bán với cái giá hàng bình thường, em bán với cái giá là 45 triệu các anh chị ạ. Cái giá của nó là 45 triệu. Nhưng ngày hôm nay em bán với cái giá là lỗ vốn để thu hồi vốn về để làm những bộ sản phẩm khác là 30 triệu các anh chị nhá. 30 triệu hàng hương đá nghe ba đầu, vách liền khối, đục tam sư vần cầu. Tay nghe là bên cơ sở bên em làm là tay nghe nguyên con, tay nghe nguyên con liền khối. Đây mọi người thấy rất là đẹp đẳng cấp như này. Bộ ghế 6 món, 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Và với cái giá chỉ có 30 triệu thôi anh chị ạ. Một cái giá điên rồ nhất chỉ có 30 triệu bộ sản phẩm này thôi. Và tiếp theo cái kệ này, nếu các anh chị mua cùng bộ combo này thì cơ sở bên em bán với giá chỉ có 5 triệu. Tức là gì, tổng combo một bộ sản phẩm này 35 triệu, không bằng giá bán của một bộ ghế các anh chị có thể mua mộc trên thị trường. Và nếu các anh chị mua lẻ thì cái kệ này em bán thanh lý với cái giá là 6 triệu. Và đảm bảo hai bộ sản phẩm này là hàng khô đét khô kiệt, cơ sở em làm pha xong từ năm ngoái và hiện tại là nó đang rất là khô rồi, thì cơ sở bên em bán với giá thanh lý để làm những bộ sản phẩm mới đẳng cấp hơn, đẹp hơn nữa để phục vụ tất cả quý khách hàng. Và mọi người hãy nhớ những người thân, người quen của mình có những ai chưa có bàn ghế hoặc có những bộ bàn ghế cũ muốn thay mới hoặc nhà mới, lên nhà mới và chưa có điều kiện mua bộ sản phẩm ưng ý thì hãy mua những bộ sản phẩm này về thì đảm bảo các anh chị để cả đời. Và với cái giá nó vô cùng ưu đãi này, bán lại cũng có lãi nha các anh chị nhá. Bán lại cho bất cứ ai cũng đều có lãi hết. Và mọi người chi tiết, mọi người thắc mắc hãy liên hệ cho cơ sở bên em qua số điện thoại 0961194 0 hoặc qua trực tiếp cơ sở bên em đây là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để xem trực tiếp bộ sản phẩm này và hàng trăm bộ sản phẩm khác ở trong cơ sở bên em. Và tiện đây cơ sở bên em vừa chuẩn bị là khánh thành xong, sửa sang xong khu trưng bày của cơ sở bên em. Và bên em có cái chương trình tặng quà nhân dịp 10 năm thành lập xưởng và thành lập showroom mới. Cơ sở bên em tặng cho tất cả quý khách hàng nào đến cơ sở bên em chơi cũng đều có quà mang về trị giá 300.000 đồng và các anh chị có thể thoải mái lựa chọn những phần quà vô cùng đa dạng để các anh chị có thể chọn và mang về những ngôi nhà và căn hình và hoàn toàn miễn phí, không mất một cái gì, chỉ có check in ở cơ sở bên em thôi là có quà rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của cơ sở bên em đến tận đây và chúc mọi người một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin chào.